chiến sự Ukraine ngày 26 tháng 2. Giao tranh lan đến ngoại ô Kiev, lính dù Nga đổ bộ tấn công. Đầu ngày thứ Bảy 26 tháng 2, Bộ Chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine thông báo đang có giao tranh dữ dội gần căn cứ không quân ở Vasilkiv, phía tây nam Kiev và nói rằng đang bị lính dù Nga tấn công. Nhiều tiếng nổ đã vang lên gần thành phố Kiev vào sáng sớm thứ Bảy khi chiến sự Ukraine bước sang ngày thứ Ba. Theo Reuters, Bộ Chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine cũng cho biết một trong những máy bay chiến đấu của họ đã bắn rơi một máy bay vận tải của Nga. Tuy nhiên, Reuters cho biết không thể xác minh độc lập các tuyên bố này. Người dân Kiev đã được Bộ Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu chế tạo bom xăng để đẩy lùi quân Nga. Tổng thống Zelensky đã tự quay phim cùng các phụ tá trên đường phố Kiev để bảo vệ nền độc lập của Ukraine. Đêm nay họ sẽ tấn công. Chúng tôi đều hiểu điều gì đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi phải chống đỡ đêm nay. Số phận của Ukraine đang được quyết định ngay lúc này, Interfax Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói. Ông Zelensky cũng thông báo trên Twitter rằng đã có giao tranh dữ dội với những người chết ở lối vào các thành phố phía đông Chernihiv và Melitopol, cũng như tại Hostomel. Vinh quang cho những người bảo vệ của chúng tôi, cả nam và nữ, vinh quang cho Ukraine, ông Zelensky nói, đứng bên thủ tướng và các cố vấn trong một video được đăng để xác nhận ông vẫn đang ở thủ đô Kiev. Trong một động thái liên quan, đương kim Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25 tháng 2 đã chính thức đưa ra yêu cầu đàm phán với Nga về tình trạng trung lập của nước này để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Đáp lại, Moscow cho biết sẵn sàng cử đại diện đến thủ đô Minsk của Belarus để nói chuyện với Kiev. Theo thông tin từ phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, theo đề xuất của ông Zelensky để thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể cử đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và chính quyền Nga tham gia đàm phán với phái đoàn Ukraine, RIA dẫn tuyên bố của ông Peskov đưa tin. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu áp lực đáng kể, khi các lực lượng Nga dường như đang áp sát Kiev. Офису президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям слава!